Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Và ngày hôm nay Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Trương Huệ gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện Một Kiếp Tình. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết rùng rợn nhất về cô gái tên Mai của chúng ta sau khi bước vào gia đình họ Hoàng. Và chuyện gì sẽ xảy đến với cô sau khi mà bà Giang muốn nhắm đến cô và đứa bé trong bụng của cô. Và câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hải từ từ bước đến, dáng vẻ này của Hải, cả giọng nói của anh đều khiến cho ông Tiến cảm thấy bất an mỗi ngày. Tại sao ư? Bởi vì cái chết của mẹ Hải có liên quan đến ông Tiến. Ông ấy sợ một ngày Hải sẽ biết sự thật, sẽ trả thù ông ấy. Vậy nên ông ấy không muốn Hải sống cùng, chỉ muốn Hải đi càng xa càng tốt. Kìa bố, bố làm sao thế? Sao lại đổ mồ hôi ra thế kia? Hay là bố đang lo sợ? Điều gì? Bố nói cho con nghe. À bố á, có cái gì đâu mà phải lo sợ chứ. Con đừng có đoán mò, đừng có nói linh tinh. Thôi được rồi, con tới đây là muốn chào hỏi bố. Lần này cũng có thể là về luôn. Sau này bố con ta sống chung một nhà, chắc chắn vui vẻ hạnh phúc lắm đây. Từng câu nói của Hải nghe qua đều rất nhẹ nhàng, nhưng mà sao ông Tiến cảm thấy lạnh hết cả sống lưng thế này. Hải biết được một vài chuyện rồi, tuy nói chưa rõ ràng, nhưng anh bắt đầu nghi ngờ về cái chết năm xưa của mẹ anh. Đừng để tôi biết, nó liên quan tới các người. Nếu không thì các người sống không được yên ổn với tôi đâu. Nói xong anh đi lang thang quanh nhà một vòng, bắt gặp những bụi hoa dại mà anh thích từ ngày xưa. Ai là người cất công trồng chúng thế này? Một lát sau thì nhìn thấy từ phía xa, có người xách xô nước tới và tưới cho những bụi hoa dại. Hải nhìn kỹ thì nhận ra đây chính là Mai. Anh bước về phía cô. Là cô chồng chúng sao? Mai đang suy nghĩ vài chuyện vần vơ, nên khi nghe thấy tiếng người hỏi cô giật mình quay lại. Là anh sao? Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy người à? Mai lại cúi xuống tiếp tục làm công việc của mình, vừa làm vừa nói. Phải rồi, vì bình thường tôi toàn nhìn thấy ma thôi. Cô là người trồng mấy bụi hoa này sao? Vâng, là tôi. Thế tại sao cô biết tôi thích chúng? Chả nhẽ đã sớm tìm hiểu về tôi, muốn tán tỉnh tôi sao? Tôi á? Tôi tìm hiểu về anh làm cái gì chứ? Anh nghĩ rằng tôi rảnh lắm hay sao? Vậy thì cô nghĩ rằng là tôi rảnh rỗi đến mức đứng ở đây để hỏi cô mấy chuyện không quan trọng sao? Tôi muốn biết là tại sao cô lại trồng chúng? Là do vô tình hay là cố tình mang chúng về? Là bà bảo tôi trồng. Nếu bà không nói làm sao mà tôi biết được chứ? Hơn nữa, anh bỏ cái gương mặt tự cao tự đại của anh đi. Tôi nhìn... Làm sao? Tại vì trong ngôi nhà này có rất nhiều thứ khiến cho tôi cảm thấy sợ. Sợ lại thêm cả anh. Tôi biết là mình mang ơn anh, bởi vì anh đã cứu nguy cho tôi. Nhưng mà tôi cảm thấy rất sợ mỗi khi nhìn thấy anh. Sợ cái gương mặt lạnh lẽo vô cảm của anh. Tôi xin lỗi, tôi đi đây. Mai tưới nhanh mấy gốc hoa sau đó bỏ đi. Còn Hải đứng im và nói với theo cô. Thế cô không sợ tôi phạt cô à? Tôi sợ chứ, nhưng mà ở lại đây tôi sợ hơn. Nếu anh muốn phạt tôi thì tôi đi tìm roi cho anh. Hải im lặng, ánh mắt lặng lẽ nhìn theo những bước chân bé nhỏ của Mai. Đúng là không biết sợ là gì. Nếu muốn tôi phạt cô sẽ không tưởng tượng được chuyện gì xảy ra với mình đâu. Cuối cùng thì bà Giang cũng tìm thấy bà Hoài. Mẹ chồng nàng dâu vốn chẳng ưa nhau, nên bây giờ có chuyện không vừa mắt lại thành to tiếng. Này, cô Hoài, cô đứng lại đấy cho tôi. Dạ con chào mẹ. Cô vừa mới đi đâu về thế hả? Dạ con sang làng bên bốc ít thuốc ấy mà. Ốm đau bệnh tật gì mà suốt ngày thuốc thang?
là do chồng con thôi. Đi ra ngoài hao sức nên con phải tầm bổ. Con cũng chả sung sướng gì đâu mẹ. Này, cô đang nói móc mỉa tôi đấy à? Con không dám. Cô mà không dám thì còn ai chứ? Nhưng mà mẹ có chuyện gì thế? Có phải con làm gì khiến cho mẹ phật ý không? Thế tôi hỏi cô, làm sao mà cô dám đánh con Mai? Nó làm sai thì con phải dạy nó. Nó làm sai cái gì? Nó dám bẻ buồng chuối con để dành đi lễ. Còn ăn kẻ ở trong nhà mà láo toét như vậy, không đánh làm sao được à mẹ? Nó đang có thai, đừng có tùy tiện động vào nó. Mẹ nói cái gì cơ? Tại sao lại có thai chứ? Thế nó có chồng đâu? Nó bị người ta cưỡng bức. Bị người ta cưỡng bức? Hay là do nó hư hỏng? Mẹ ơi, mẹ tin nó đến thế cơ à? Trong khi chả quen biết gì. Nhỡ đâu nó là kẻ không ra gì thì sao? Cho dù nó có là kẻ không ra gì thì nó có giá trị trong ngôi nhà này. Mẹ đừng nói với con là mẹ cảm thấy nó... Cô im miệng đi. Chuyện này không đến lượt cô nói ra nói vào. Mẹ! Cô mà làm gì nó, cô đừng có trách tôi. Tôi cảnh cáo rồi đấy. Bà Hoài ấm ức lắm. Đi ra ngoài đã không được việc thì chớ. Về nhà gặp bà mẹ chồng lại càng thêm bực bội. Nhiều khi trong đầu của bà ấy xuất hiện những ý nghĩ vô cùng độc ác. Già rồi, sao mà không chết quách đi? Sống làm cái gì lâu, phiền con phiền cháu. Tất nhiên là bà Hoài chỉ dám nghĩ như vậy thôi, chứ không dám nói ra. Nếu để người khác biết được, thì đây là tội tày trời, chứ không phải là chuyện đùa. Thủy để ý Mai từ lúc thấy Mai trong ngôi nhà này. Anh ta mon men vào vườn rau. Vừa lúc này, Mai đang ở đó. Mai à? Anh Thủy, có chuyện gì? Nghe nói hôm nay em bị mẹ anh đánh sao? Dạ không có gì đâu ạ, là do tôi sai. Thực ra thì mẹ anh có hơi nghiêm khắc một chút. Nhưng mà mẹ anh rất tốt. Cả đời mẹ anh chưa từng hại ai. Anh tìm tôi có chuyện gì? Có chuyện gì muốn tôi làm cho anh à? Không, anh chỉ đến và hỏi thăm em thôi. Thủy bước lại gần Mai thêm mấy bước, còn định đưa tay chạm vào người của cô. Nhưng mà cô lùi lại. Em làm cái gì mà phải đề phòng anh chứ? Anh không làm gì em đâu. Nam nữ thụ thụ bất thân à? Cái gì? Nam nữ phải gần gũi với nhau mới tìm hiểu nhau được chứ. Anh muốn tìm hiểu cái gì ở tôi? Nhiều thứ lắm. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Anh Thủy, anh ăn nói cho cẩn thận. Em đừng có suy nghĩ đen tối như vậy chứ. Anh đâu có làm gì đâu. Ý anh là tìm hiểu về tâm hồn của em, chứ không phải là mấy thứ kia. Tôi còn phải làm việc. Tôi không nói chuyện với anh. Làm gì mà phải kiêu căng như vậy? Em có biết, nếu như lấy được lòng của anh, thì em sẽ được hưởng cái gì không? Tôi không cần gì cả. Tôi chỉ cần một cuộc sống tự lập và tử tế. Tôi cũng chả có nhu cầu để cho người khác bao nuôi mình. À, cá tính nhỉ? Anh thích, anh rất thích. Bỗng nhiên Thủy đi nhanh tới chỗ của Mai và ôm chặt lấy cô. Cô ra sức vùng vẫy, nhưng mà do Thủy cao lớn, cô chẳng thể nào đẩy hắn ra được, chỉ có thể kêu gào trong nỗi sợ hãi. Lúc này Hải đang ra thăm vườn thì nghe thấy có tiếng kêu cứu, không thể bỏ mặc được nên anh bước về phía đó. Nhìn thấy cảnh tượng Thủy đang cưỡng ép một người con gái, khiến cho Hải không thể nào chấp nhận được. Hải lao tới, đẩy Thủy ra và đấm cho hắn ta một phát rõ mạnh. Khốn kiếp thật! Tại sao mày dám làm trò đó giữa ban ngày ban mặt? Thủy nhìn thấy Hải, trong lòng không khỏi ấm ức. Chết tiệt, tại sao lại là anh chứ? Anh làm hỏng cuộc vui của tôi rồi. Người ta không đồng ý. Thế tại sao mày còn cố tình? Em thì làm sao? Em cố tình đấy thì làm sao? Chẳng qua chỉ là một con ở trong nhà. Em mà thích ý, thì còn nhiều người cao quý hơn, xà vào lòng em kia kìa. Vậy thì mày đi tìm những người đấy đi. Mày đừng có giở trò trong ngôi nhà này. Anh Hải, anh đừng tưởng được bà nội yêu quý. Thì anh muốn làm gì thì làm nhá. Thằng này đếch sợ đâu. Vậy sao? Sắc mặt của Hải thay đổi. Tay nắm chặt thành nắm đấm, kêu răng rắc. Thủy bất giác lùi lại. Sợ chứ. Tất nhiên là hắn sợ nắm đấm kia rồi. Anh Hải, anh muốn làm gì? Đừng nói rằng anh muốn đánh tôi.
có muốn thử không? Được, lần này coi như số cô ta hên, nhưng mà lần sau thì chưa chắc. Hắn nói xong ấm ức bỏ đi. Lúc này quần áo của Mai đang trong tình trạng vô cùng xộc xệch. Hải liền cởi áo của mình rồi khoác cho cô. Mai khóc nức nở, nỗi đau lúc cô bị cưỡng bức, nó lại quay trở về. Cô chẳng thể nào kìm nén được, cả cơ thể run rẩy. Hải không biết phải làm thế nào, chỉ có thể ôm cô vào lòng. Cô đừng có khóc, tôi ghét nhất là nhìn thấy đàn bà khóc. Mai không thể nào nín được, thậm chí cô còn khóc to hơn. Đã bảo là đừng có khóc cơ mà. Hải quát lớn khiến cho Mai giật mình, lại phải mau chóng nhẹ nhàng nói với cô. Xin lỗi, tôi không phải là cố ý quát cô, nhưng mà tôi không muốn người khác khóc trước mặt mình. Thế nên cô mau nín đi. Mai cố gắng không còn khóc nữa, nhưng mà phải mất một lúc lâu, từng tiếng nức nghẹn ngào mới vơi dần và tắt lịm. Lúc này nhìn Mai giống như một người không có linh hồn, thẫn thờ và tuyệt vọng. Hải hỏi cô trong lo lắng. Cô có ổn không? Tôi không ổn chút nào. Liệu sau này anh có luôn xuất hiện đúng lúc để cứu tôi không? Hay là chỉ một lần duy nhất? Câu hỏi này của Mai khiến cho Hải không thể trả lời. Tất cả mọi thứ đều tới do cơ duyên của nó. Hải lại không thể nào suốt ngày đi theo Mai để mà bảo vệ cho cô được. Chuyện này lại không nằm trong phần trách nhiệm của anh. Đúng chứ? Đúng là không thể bảo vệ tôi chứ. Mai cởi áo ra rồi đưa lại cho Hải. Cảm ơn anh bởi vì anh cứu tôi. Không phải chỉ một lần. Lần này là lần thứ hai rồi. Sau này nhất định tôi sẽ tìm cách để báo đáp cho anh. Đợi khi tôi sinh đứa trẻ này ra. Chờ một chút. Cô có thai sao? Đúng. Tôi đang có thai. Bố của đứa trẻ là... Nó không có bố, nó là con của một mình tôi. Mai không muốn giải thích thêm nữa, cô cứ như vậy mà bước đi. Sau này còn có nhiều người hiểu lầm hơn, cô có thể giải thích với một người, nhưng mà không thể nào giải thích với cả thế giới. Cứ để cho ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, cô mệt mỏi lắm rồi, cô chỉ muốn buông bỏ thôi. Tội nghiệp cho đứa trẻ này, khi nói ra đời, cũng mang kiếp con của người ở, với danh phận thấp hèn, vừa là một kẻ mồ côi. Thủy đang đi về nhìn thấy mẹ mình, bà có vẻ không được vui cho lắm. Mẹ làm sao đấy? Ai lại chọc tức mẹ yêu của con à? Nhà này còn có ai? Sao bà nội suốt ngày kiếm chuyện với mẹ thế nhỉ? Không chỉ một hai chuyện, bây giờ còn đưa cả một đứa chửa lang về. Thế có tức không cơ chứ? Ai chửa mẹ? Thì cái con tên Mai mới về. Nó chả chửa ảnh ra đấy còn gì. Đã vậy lại còn chửa hoang. Mẹ nhà nó tức không chịu được. À, con khốn kiếp này. Bà Hoài cảm thấy hơi ngạc nhiên trước thái độ tức giận thái quá của Thủy. Bà hỏi ngay. Thế có chuyện gì? Sao con phải giận dữ như thế? Cái con khốn đó. À mà thôi, chả có gì đâu mẹ. Chỉ là con cảm thấy bất bình với việc làm này của bà nội thôi. Có phải không đấy? Mẹ cũng thấy như vậy. Cả cái nhà này chắc chỉ có hai mẹ con mình là tỉnh táo thôi. Còn lại là điên hết cả rồi. Thế con về phòng đây. Con cảm thấy mệt quá rồi. Hắn tức giận vô cùng. Miệng liên tục chửi rủa. Chửa hoang à? Chửa hoang mà còn dám nói mấy từ nam nữ thụ thụ bất thân à? Tao sẽ cho mày hiểu thế nào là cảm giác sống không bằng chết. Nhất định tao phải hành hạ. Tao phải giết chết mày. Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống của Mai trở nên khác lắm, có thể nói là rất tệ. Thái độ của Thủy không còn nâng niu chiều chuộng như trước. Tất nhiên là Mai không có trông ngóng điều gì, nhưng mà anh ta có những hành động không phải là của một người đàn ông, nên mặc cho anh ta một chiếc váy. Có điều bây giờ Mai không thể nào đi được. Cô phải ở lại ngôi nhà này vì một thứ, cô đã lỡ chạm vào nó rồi. Hàng đêm nó bám lấy cô không ngừng, nó quấn lấy cô. Cô Mai, cô không làm việc, còn đứng đó làm gì? Tôi chỉ uống nước thôi. Làm gì mệt nhọc mà phải uống nước chứ? Dạ vâng, tôi đi làm ngay đi à? Mai không muốn nói chuyện với Thủy, nên cô muốn rời đi. Thế nhưng anh ta lại nhanh chóng chặn cô lại. Nhìn Mai với ánh mắt đầy khinh thường.
Bây giờ cô không tỏ ra thanh cao nữa à? Không ra vẻ ta đây là con gái nhà lành nữa sao? Đúng là cái đồ mất nết. Tôi không làm chuyện gì ảnh hưởng đến anh cả. Tôi ở trong ngôi nhà này, tôi cũng làm việc để kiếm sống. Anh không có quyền sỉ nhục tôi. Mày vừa nói cái gì? Tao không có quyền sỉ nhục mày. Tao còn giết được mày cơ. Mày không biết à? Mai nghe xong im lặng. Thách thức hắn ta vào lúc này có khác gì đánh thức một con thú hoang cơ chứ. Anh có chuyện gì muốn tôi làm sao? Nếu không tôi đi làm việc đây. Có chứ. Nhưng mà nếu như lúc nào mày cũng ngoan ngoãn biết điều như thế này thì có phải là tốt hơn không? Biết đâu tao lại xem xét. Xem xét cái gì? Tao làm bố của con mày. Mày giật mình. Còn anh ta lúc này cười lớn. Mày sợ cái gì? Mày nghĩ rằng mày có đủ tư cách á? Thế mày nghĩ mày là ai? Hoa? Hay là sao trên trời? Mày nghĩ rằng tao phải tìm cách để có được mày á? Đúng là cái thứ đàn bà ngu dốt. Mày cứ đứng im đó chờ xem hắn ta muốn cô làm gì. Dường như hắn ta lại chưa nghĩ ra. Nếu như anh chưa nghĩ ra thì để tôi đi làm nốt việc của mình. Sau đó... Ừ, thế cũng được. Lúc nào anh này nghĩ ra, anh sẽ đi tìm em. Cô gái à? Tự nhiên điệu bộ ngọt ngào của hắn khiến cho Mai cảm thấy nổi gai ốc. Hắn ta trở mặt đúng như người ta lật bàn tay, nhanh đến bất ngờ. Mai làm xong tất cả mọi chuyện thì giật mình nhớ ra cây ngải cần được chăm sóc. Cô mau chóng trở về. Cô được bà Giang cho cái quyền vào trong phòng một cách tự do. Bây giờ cô cũng không còn ám ảnh bởi vì căn phòng này nữa. Sự u ám của nó, sự tĩnh lặng của nó lại khiến cho cô cảm thấy yên tâm. Chỉ có điều thi thoảng, thứ đó khiến cô cảm thấy bất an. Nói thẳng ra là cô có chút sợ hãi. Mai cắt một giọt máu nhỏ lên thân cây, yên lặng nhìn nó biến mất, như chưa từng tồn tại. Lại lẩm bẩm mấy câu mà bà Giang dặn dò cô, còn đưa tay lên vuốt mấy cây lá, giống kiểu thể hiện tình yêu thương. Bà Giang nói rằng phải làm như vậy thì cây ngải mới luôn tươi tốt. Mai bị cuốn vào những thứ vô hình này từ lúc nào đến bản thân cô còn không biết. Bây giờ cô muốn dứt ra không phải là chuyện dễ dàng. Cô vừa định mở cửa ra ngoài thì nhìn thấy Hải đang đứng trước cửa. Cô cũng đâu có làm chuyện gì mờ ám chứ. Chả hiểu sao cô lại giật mình. Anh Hải. Cô vào trong phòng của bà tôi làm cái gì? Dạ tôi có việc. Việc gì? Đây là chuyện riêng của tôi. Nó không ảnh hưởng gì đến ai cả. Không ảnh hưởng đến ai sao? Thế cô có biết những thứ đó nguy hiểm thế nào không? Đang mang thai, lại là đứa con đầu lòng. Cô không sợ nó bị ám sao? Anh Hải, anh đừng nói linh tinh. Không phải như anh đang nghĩ đâu. Nó thật sự không đáng sợ. Cô nói thật cho tôi biết đi. Cô có bao giờ cảm thấy sợ không? Bao giờ cảm thấy giống như nó đang ở bên cạnh cô không? Nhìn thấy cô, nghe thấy cô, ở sát bên cạnh cô, từng chuyển động của cô nó đều nắm rõ. Nó đang muốn thao túng cô, muốn cô nghe theo lời của nó. Anh Hải, anh đừng nói nữa. Mai lúc này bịt tai lại, không muốn nghe thêm bất cứ điều gì. Cô đừng tưởng rằng cô lợi dụng nó, đừng tưởng rằng lấy sức mạnh của nó để trả thù những người đang làm hại cô. Tôi không hề có ý đó. Bùa ngải không có kết quả tốt đâu. Nói xong Hải bỏ đi, dường như anh ta đang vô cùng phẫn nộ. Mai cũng không biết tại sao anh ta lại có những suy nghĩ ấy. Cả cô và bà Giang đều không hề có ý định nuôi ngải để nó làm việc ác, chỉ chăm sóc nó như một cây tài lộc. Sao Hải lại có thể hiểu nhầm tai hại như vậy chứ? Thực ra chỉ có một mình Mai là ngây thơ. Hải là người biết hết tất cả mọi chuyện mà bà Giang đang muốn làm. Thế nên anh mới có ý định ngăn cản. Mai đi ra phía sau nhà, cô định chăm sóc vườn rau thì lại gặp Hằng. Thái độ của nó vẫn thế, vẫn lếu láo vô cùng. Này, bác Hoài tìm mày đấy. Tôi biết rồi. Mà này, lại có chuyện gì? Dạo này hình như mày không còn được mọi người yêu thương nữa thì phải. Cô nhầm tôi với ai khác sao? Trong ngôi nhà này,
Đã bao giờ tôi được yêu thương đâu mà biết. Thế chả nhẽ mày không biết đó. Biết cái gì? Biết là bà rất quý mày. Bà là người lớn nhất trong này. Tất cả mọi người từ Bắc Tiến cho tới Bắc Hoài đều phải nể sợ bà. Bà không quý ai cả. Cô chỉ cần biết như vậy là đủ rồi. Còn Hằng rất khó chịu bởi cái kiểu nói chuyện nửa vời của Mai. Nó không hiểu Mai muốn cái gì, cứ đoán bò, sau đó cảm thấy tức tối. Biết là bà Hoài đang tìm mình nên Mai cũng không ra vườn rau nữa. Cô đến phòng của bà ấy. Trước cửa phòng bày la liệt rất nhiều thùng gỗ. Mai cũng không biết trong đó có thứ gì. Bà Hoài dường như đã đứng chờ Mai được một lúc lâu. Dạ, bác tìm cháu. Ừ. Bác có chuyện gì muốn cháu làm có đúng không ạ? Tất nhiên rồi. Nếu không tao tìm mày làm gì? Dạ. Mày có nhìn thấy mấy cái thùng này không? Mày bê nó xuống nhà kho cho tao. Nhà kho ấy ạ? Đúng. Mang chúng xuống nhà kho. Mày là người làm của nhà này. Tất nhiên là mày phải làm rồi. Nhưng mà con... Con cái gì? Hay là mày không muốn làm? Mấy cái thùng này rất nặng. Nhà mình còn có anh Lực, anh Dũng. Hai anh ấy là đàn ông khỏe mạnh. Để con đi tìm hai anh ấy à? Mày đứng lại cho tao. Bà Hoài lúc này nhìn Mai bằng ánh mắt vô cùng giận dữ. Tao bảo mày bê. Chứ không phải là tao bảo mày đi tìm người bê. Vậy là bà ấy có ý muốn làm khó Mai. Biết Mai đang có thai, nhưng bà ấy muốn cô phải bê vác đồ nặng. Cũng là phụ nữ với nhau. Tại sao bà ấy lại ác độc như vậy chứ? Dạ thưa bà, cháu không bê được. Mai cố gắng kìm nén những lo sợ trong lòng xuống và từ chối. Nếu cô đem hết những cái thùng gỗ này xuống dưới nhà kho, thì có lẽ lúc đó cả cô và đứa con của cô đều gặp nguy hiểm. Cô đã từ bỏ tất cả để có thể giữ lại con của mình. Cô không thể nào để nó xảy ra chuyện gì được. Dù chỉ là một cô gái trẻ, suy nghĩ có thể chưa chín chắn, nhưng tính mẫu tử là một thứ vô cùng thiêng liêng, là động lực để người mẹ có thể làm tất cả mọi thứ vì đứa con của mình. Tất nhiên là bà Hoài vô cùng cay cú, bà ta điên lắm. Lập tức với cái roi đang dựng ở bên góc cột đánh vào người của Mai một cái rất mạnh. Mai không tránh, mà cho dù có tránh thì tránh cũng không kịp. Roi vụt vào cánh tay khiến cho nó bầm tím. Lúc này bà Hoài mới cảm thấy hơi chột dạ. Với cái vết thương này mà để cho bà Giang nhìn thấy, chắc chắn bà ấy không để yên cho bà. Cái con này, sao mày không tránh? Mày có chân mà mày không biết chạy à? Nếu như bác muốn đánh cháu, thì làm sao mà cháu tránh được ạ? Thì tại mày không nghe lời của tao. Cháu đang có thai. Cháu không thể nào bê được đồ nặng đâu ạ. Mày làm như trên cuộc đời này chỉ có một mình mày mang thai nhỉ? Mày đừng tưởng có mẹ chồng tao bênh vực thì mày nghĩ rằng nó to tát. Chẳng qua mày chỉ là một đứa chửa hoang. Hay ho cái nỗi gì? Sau này chẳng có thằng nào nó dám cưới mày đâu. Tao mà có con trai, tao cũng không cho nó lấy cái loại hư hỏng như mày. Đổ đốn, mất dạy. Từng câu nói của bà Hoài chẳng khác gì nắm muối sát thẳng vào trái tim của cô. Tất cả những thứ không muốn đều xảy ra hết cả rồi. Thời gian không thể quay trở lại và thay đổi tất cả mọi thứ. Chỉ có thể mạnh mẽ thôi. Mạnh mẽ để đối mặt với tất cả. Sau cùng thì đống đồ đấy cũng được chuyển đi. Cũng may là bà ấy không ép Mai làm cho bằng được. Nếu không thì cô không biết phải làm sao đây. Mai đi xuống bếp để chuẩn bị nấu cơm. Cô bỗng nhiên nghe thấy có tiếng người nói ở phía nhà kho. Có thật là chỉ cần một miếng nhỏ là sẩy thai không? Tất nhiên, thuốc của thầy Lang giỏi thì làm sao mà không có tác dụng được chứ. Nửa đêm hôm đó, bà Giang gọi Mai, sương mù dày đặc. Mai ra ngoài mà trong lòng cảm thấy bất an. Dạ thưa bà, muộn thế này rồi, bà gọi con ra ngoài có chuyện gì không ạ? Tao đưa mày tới một nơi. Nhưng mà bây giờ là nửa đêm rồi mà bà. Thì nửa đêm mới phải đi chứ. Chúng ta đi đâu ạ? Mày im cái mồm đi, đừng để cho người khác nghe thấy. Mai đi theo bà Giang, đột nhiên cô cảm nhận có ai đó đang ở phía sau mình. Quay lại nhìn thì không thấy ai.
cô liền nói với bà. Bà ơi, con cảm thấy lạ lắm, giống như có ai đó đang đi theo con. Bình thường. Bình thường thế nào ạ? Nhưng mà... Mày đi nhanh cái chân lên, bây giờ là phải đi ngay, không là qua giờ là không vào được đâu. Cũng không xa xôi cho lắm, nó nằm ở cuối phần đất nhà bà Giang. Ngôi nhà này cổ kính, chắc là xây được từ rất lâu đời. Bà Giang lấy chìa khóa, âm thanh kẽo kẹt giống như một thứ động cơ. Bà ấy bước vào, Mai lặng lẽ theo sau. Trước mắt Mai là cả một kho báu, bên trong có biết bao nhiêu thứ quý giá. Những cái dương chất đầy tiền bạc, những cái bình cổ, vòng ngọc, có tới đầy một hòm. Mai bị những thứ này làm cho hoa cả mắt, càng nhìn cô lại càng thấy không rõ. Bà Giang nói với Mai. Đây là tất cả gia sản của nhà này đấy. Thực sự là nhiều quá bà ơi. Với bằng này tiền bạc, sống bao nhiêu đời cũng không thể nào hết. Nhưng mà... Nhưng mà chuyện gì? Bà để ở đây mà bà không sợ mất sao? Chỉ có mỗi một cái chìa khóa thế này. Nhỡ người ta vào, người ta lấy hết thì sao ạ? Mày cứ tưởng vào đây mà dễ à? Cứ thử vào mà xem, tính mạng cũng chả còn đấy chứ. Không ai trông coi chỗ này sao bà? Sao có người trông coi? Là một đứa trẻ. Một đứa trẻ sao? Một đứa trẻ thì làm gì được chứ ạ? Nó làm được rất nhiều thứ. Bà Giang nhìn chăm chăm vào một cái hộp được gắn ở trên tường, rồi sau đó lại nói vu vơ. Chỉ cần một mình đứa trẻ đó thôi. Không một kẻ nào có thể lấy đi những thứ mà tổ tiên của ta đã để lại. Gia tộc này sẽ phồn vinh mãi mãi. Mai thật sự không hiểu mục đích của bà Giang đưa cô tới đây làm gì. Nếu như theo lời bà ấy nói là không có bất cứ ai có thể vào trong ngôi nhà này được, thì tại sao cô lại có thể vào được chứ? Tại sao cô lại không bị làm sao? Mà còn nữa, đứa trẻ sẽ trông chừng nơi này là ai? Và một đứa trẻ thì có thể coi được cái gì chứ? Mai đem theo những câu hỏi này sau đó rời khỏi đó, trở về căn bếp nhỏ mà cô không thể nào ngủ được. Cô cứ chằn chọc mãi. Mày làm cái gì thế? Ngày mai phải dậy sớm đấy, còn không lo mà ngủ đi. Tự dưng nghe chị Bích hỏi như vậy, Mai lại hỏi chị. Chị Bích này, một đứa trẻ có thể coi được một ngôi nhà chứa đầy tiền không hả chị? Được. Sao lại có thể ạ? Thế tại sao lại không thể? Nói nhỏ như thế, biết làm gì hả chị? Khi nó chết đi, nó sẽ biết hết tất cả mọi thứ nó cần làm. Nói xong chị Bích cười. Nụ cười ấy khiến cho Mai cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Từng lời chị ấy nói ra đều giống như đang ám chỉ một thứ gì đó rất đáng sợ. Chị Bích à, có phải là chị biết chuyện gì mà em không biết, có đúng không? Nếu đã biết đi thì mình không nên biết. Mày còn cố tình hỏi làm gì? Chuyện gì đến rồi cũng đến thôi. Mày mau đi ngủ đi. Mai nghe xong nằm im không dám cử động, để cho chị Bích ngủ. Cô cứ suy nghĩ từ chuyện này tới chuyện khác, từ chuyện ở ngôi nhà chứa đầy tiền bạc cho đến chuyện có người muốn hãm hại mẹ con cô. Chuyện cô nghe được lúc chiều, chuyện Thủy muốn hại chết con của cô, quay về rõ ràng, từng chút một. Nhất định cô không để cho hắn ta đạt được mục đích của mình. Đúng là một kẻ độc ác. Sáng hôm sau Mai dậy sớm bởi vì nhà có việc, phải nấu xôi nấu chè trôi nước, làm thêm rất nhiều món chay. Hình như hôm nay là ngày bác Hoài ăn chay thì phải. Những người phụ nữ tầm tuổi bác ấy hôm nay tới rất đông, vừa là để nói chuyện về Phật Pháp, vừa là để hàn huyên tâm sự. Kể cũng lạ thật, có những người ăn chay trường, có những người miệng lúc nào cũng niệm Nam Mô, nhưng sau đó lại vô cùng độc ác. Vậy rốt cuộc họ đang theo đuổi thứ gì? Họ làm như vậy là để cho lương tâm của mình thanh thản, có phải hay không? Mai à, anh Hải, anh gọi tôi. Có chuyện gì thế ạ? Cô đi theo tôi. Đi đâu mới được chứ ạ? Đi lấy đồ cho tôi. Cần cô mang giúp tôi vài thứ. Nhưng tôi đang nấu xôi. Để cho những người khác làm việc đi. Hằng nghe thấy Hải nói như vậy, liền xen vào nói ngay.
Nhưng mà em đâu có biết nấu đâu anh Hải. Hay là em đi lấy đồ cùng với anh nhá. Tôi nói. Cô có nghe không? Đi. Mai đành phải đi theo Hải. Không biết lấy đồ gì mà phải men theo con đường ở trên núi. Đi vào trong rừng một đoạn khá xa. Xe đột ngột dừng lại. Mai hỏi anh. Xe bị hỏng à anh? Không hỏng. Thế tại sao anh lại dừng lại chứ? Đến chỗ lấy đồ rồi à? Chưa tới. Thế tại sao? Tôi hỏi cô. Ngày hôm qua bà tôi đưa cô đi đâu? Sao? Sao tôi làm cái gì? Hay tôi đi đâu? Anh cũng đều biết. Anh theo dõi tôi à? Tôi không rảnh. Thế anh quan tâm những chuyện tôi làm để làm cái gì chứ? Tôi làm gì tôi đi đâu? Chả liên quan gì đến anh cả. Đúng là không liên quan đến tôi. Anh muốn nói gì thì nói luôn đi. Thực sự hôm nay nhà có việc nên tôi rất bận. Có nhiều thứ cần tôi phải làm. Không có cô thì họ có thể làm được. Không có cô chả có ai chết cả. Cô có hiểu không? Tôi không hiểu. Nhưng anh ghét tôi đến như vậy sao? Ghét cô? 5 lần 7 lượt cứu cô. Mà cô lại bảo rằng là tôi ghét cô à? Mai không hiểu được tại sao mỗi lần nói chuyện với Hải cô đều vô thức kích động. Rõ ràng là cô muốn bình tĩnh, rõ ràng là cô không hề muốn nóng giận. Thậm chí sau khi nói ra những lời không hay, cô liền cảm thấy có lỗi với anh. Thế nhưng cô lại không thể nào kìm nén được lòng mình. Xin lỗi, tôi không biết tại sao. Cứ mỗi lần nói chuyện với anh, tôi lại vô thức nổi nóng. Tôi... Không phải tại cô. Thế thì anh cho tôi biết lý do tại sao? Cô muốn biết chứ? Vâng, tất nhiên ạ. Thế thì cô nên tránh xa cây ngải của bà nội tôi ra. Không được, không được đâu. Tại sao? Cô có biết nó hại cô đến mức nào không? Nó không có hại gì tôi cả. Nó chỉ là một chậu cây cảnh nhỏ, không làm hại ai cả. Cô bị nó lừa rồi. Tôi không hiểu anh đang muốn nói gì. Rốt cuộc những chuyện này là sao chứ? Tại sao anh lại cứ có những biểu hiện lạ như thế? Anh nói đi. Hải lúc này lại cảm thấy rất khó chịu, lại không biết nói ra mọi chuyện với Mai như thế nào. Hải không thể nói cho cô nghe chuyện bà nội của anh đang nhòm ngó đứa bé mà Mai sắp sinh ra. Tôi hỏi cô, còn bao nhiêu tháng nữa thì cô sinh con? 5 tháng. Nhưng anh quan tâm tới con của tôi làm gì? Cô cầm lấy cái này đi. Hải đưa cho Mai một thứ nhìn giống như một lá bùa, còn cẩn thận dặn dò cô. Cô nên nhớ, phải để nó ở trong người, mọi lúc mọi nơi, dù bất cứ nơi nào, bất cứ thời điểm nào. Nghe chưa? Nhưng... Cô đừng có thắc mắc, và cô đừng hỏi tại sao. Cứ làm theo lời nói của tôi. Tôi có chuyện này... Không biết có nên nói với anh không? Chuyện gì? Có người muốn hãm hại tôi. Muốn làm hại đứa con này của tôi. Kẻ nào? Là Thủy. Hắn ta thậm chí còn bốc thuốc phá thai. Tôi phải làm sao bây giờ? Xung quanh tôi và đứa trẻ này có quá nhiều mối nguy hiểm. Tôi phải làm sao để bảo vệ con của tôi đây? Hải im lặng suy nghĩ một lát. Lúc sau đó anh nói với Mai. Thôi được rồi, tôi là người bảo vệ cho hai mẹ con cô. Nhưng trước tiên, cô phải nói cho tôi biết. Bố của đứa bé này là ai? Cô cần phải nói rõ cho tôi biết. Nói thật là tôi không biết. Tại sao? Tại sao cô không biết? Tôi bị người ta cưỡng bức. Mặt của hắn ta thế nào? Tôi chưa được nhìn. Làm sao tôi biết hắn ta là ai chứ? Hải có thể cảm nhận rõ ràng được sự run rẩy trong từng câu nói của cô. Vậy là tất cả những chuyện này không phải là do sự hư hỏng gây ra. Cũng may thật. Chúng ta đi tiếp thôi. Cô cần phải cẩn thận. Tuyệt đối không được ăn những thứ mà họ đưa cho cô. Những kẻ đó đều không tốt đẹp gì đâu. Một lát sau đó, xe dừng lại trước một căn nhà gỗ. Ngôi nhà nằm trên đỉnh núi, nhìn yên bình lắm. Có thể nhìn được rất xa. Một người phụ nữ bước ra mở cửa. Nước da của bà ấy đen nhèm, cơ thể gầy gò yếu ớt, từng bước đi vô cùng chậm chạp. Lúc bà ấy ngước mắt lên, Mai phải cắn chặt tay để ngăn tiếng hét phát ra. Cô sợ hãi tới tột cùng. Bà ấy không hề có mắt.
Tay còn lại của cô vô thức nắm chặt lấy áo của Hải. Cô sợ nếu như buông ra, cô sẽ bị người phụ nữ trước mắt bắt cô đi. Bà ấy cười. Mai không biết phải miêu tả nụ cười của bà ấy như thế nào. Nó có một chút nhạt nhẽo, một chút khinh bỉ. Tại vì không thể nhìn thấy ánh mắt của bà ta, nên Mai không biết chính xác cảm xúc của bà ta lúc này là gì. Không phải đoán nữa. Ta chính là khinh thường cô. Đúng là cái đồ nhút nhát. Mai giật thót mình khi suy nghĩ của cô bị người phụ nữ kia biết được. Cô nắm chặt lấy tay áo của Hải và không có ý định đẩy anh ra. Vào trong đi. Người phụ nữ ấy nói xong rồi quay bước vào bên trong. Từng bước đi chậm chạp nhưng có vẻ vững chắc. Có lẽ bà ấy đã quá quen thuộc với ngôi nhà này. Từng viên gạch, từng thềm cửa bà đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Thế sao bảo chiều mới đến cơ mà? Buổi chiều tôi còn có việc đi sang xã bên. Đến sớm là gặp giờ không linh rồi đấy. Bà xem lại đi. Xem là xem cái gì? Đã bảo đi một mình rồi, lại còn đưa cái thứ này đến. Câu nói này của bà ấy không phải là đang muốn ám chỉ Mai sao? Cô rõ ràng là người cơ mà. Sao lại nói là thứ này thế kia? Bà, tôi không phải là thứ gì đó. Ta nói cái thứ đi theo cô không biết hay sao? Thứ gì? Bà nói rõ đi. Tôi không biết. Đã không biết đi, thì cả cuộc đời này cũng đừng nên biết làm gì. Biết một ý, thì lại biết người. Sau đó lại mệt. Mệt xong lại chỉ có chết thôi. Mai cảm thấy rất bực bội vì cái cách nói chuyện của bà ấy. Tự nhiên Hải lôi cô tới đây. Làm cái gì thế không biết. Mai đứng dậy nói với anh. Anh Hải này, anh có chuyện gì muốn nói với bà ấy anh nói đi. Tôi ra ngoài này cho thoáng. Ở trong này tôi cảm thấy bí bách. Nói xong cô bước ra ngoài. Hải nhìn theo cô một lúc rồi quay lại nói chuyện với bà ấy. Bà có nhận ra được điều gì không? Sao lại không chứ? Tất nhiên là có. Đứa trẻ đấy không ổn rồi. Mỗi ngày cô ấy đều lấy máu để nuôi cây ngải. Bà ta không ngờ lại ác độc đến như vậy. Bà giúp cô ấy đi. Cô ấy chỉ là một cô gái ngây thơ thôi. Không biết chuyện gì đang xảy ra với mình cả. Thế tại sao ta phải giúp? Giúp một mình cậu là ta cảm thấy mệt lắm rồi. Bao nhiêu lần cậu lén lút về đây, người nhà cậu không hề hay biết. Họ cứ tưởng rằng cậu đang sung túc ở bên nước ngoài. Vì dù sao, họ cũng đâu có quan tâm tôi chứ. Vậy lý do gì cậu lại phải quan tâm tới một người ngoài? Người nhà đôi khi còn chẳng để tâm đến nhau. Huống gì là người ngoài? Bởi vì tôi cảm thấy tội nghiệp cho cô ấy. Con người mà, có lương tâm sẽ thường rất khổ. Tôi không muốn bà tôi hại chết đứa trẻ này. Làm ơn, bà giúp cô ấy đi. Không phải đã đưa lá bùa cho cô ta rồi sao? Còn lo cái gì? Bùa ấy thì chỉ có một người. Cho người khác rồi thì tự đi mà phòng thân lấy. Không có lá bùa thứ hai đâu. Chuyện này tôi biết. Người lần này đối đầu không phải là người ngoài, là người trong nhà. Có thể tuyệt tình được không? Chuyện gì cũng có thể bỏ qua, chỉ trừ chuyện muốn tước đoạt mạng sống của người khác. Được, được rồi. Người đàn bà ấy nói xong, lấy từ trong túi áo ra một nắm gạo. Lén bỏ thứ này vào bên dưới gốc cây ngải. Nó sẽ từ từ chết đi. Nhưng mà sau đó gia đình cậu chắc chắn là gặp biến cố lớn. Có thể không còn được giàu có, hưng thịnh như bây giờ. Tôi biết rồi. Cảm ơn bà. Hải cầm lấy nắm gạo đó, cho vào túi áo của mình. Anh bước ra ngoài. Vừa lúc anh nhìn thấy Mai đang chơi với ở vách đá bên hông nhà. Anh vội vàng chạy tới, nắm lấy tay của cô kéo lên. Cô làm cái quái gì thế hả? Tại sao lại ra đây? Ở trong vòng tay của Hải mà Mai còn chưa hết bàng hoàng. Cô không thể nào tin được. Thật sự là không thể nào tin được. Có một thứ gì đó thật sự rất giống bóng người đang cố gắng kéo cô xuống. Cô muốn đứng thẳng, cô muốn lùi lại, nhưng hoàn toàn không thể. Anh Hải ơi, tôi... Cô nói trong nỗi sợ hãi, lúc này chỉ có thể ôm chặt lấy Hải mà thôi. Cô rất muốn khóc. Có ai đó
có người nào đó. Tôi không biết, tôi cảm thấy rất sợ. Không sao đâu, có tôi ở đây rồi, cô đừng sợ. Tiếng rục rã của người đàn bà ở phía bên trong nói vọng ra ngoài. Mau đưa cô ta xuống núi đi, sau một tiếng mà còn loanh quanh ở đây thì không về được đâu. Mai đang trong cơn hoảng loạn thì nghe bà ấy nói như vậy, cô không kìm được lòng mà gào thét. Bà nói linh tinh cái gì thế à? Rốt cuộc bà là ai? Tại sao bà lại nhìn được cái thứ đáng sợ như thế? Tại sao bà nói ra những lời khó hiểu như thế à? Sau đó Mai lại quay sang và trách móc Hải. Còn anh, tại sao anh đưa tôi đến đây? Anh có mục đích gì? Anh muốn gì? Hải biết là cô đang tức giận, anh không nói thêm, chỉ nắm tay cô và kéo cô lên xe. Anh cần phải đưa cô rời khỏi nơi này. Có quá nhiều thứ đang muốn xâm nhập vào cơ thể yếu ớt của cô. Anh không thể nào nhẫn tâm nhìn cô bị như vậy được. Ngay từ cái giây phút đầu tiên nhìn thấy cô, là giống như anh đã tự gắn cho mình cái mác bảo vệ. Bảo vệ hai mẹ con cô. Mai thì giận anh lắm. Suốt cả một chặng đường dài cô không thèm nói chuyện. Trong đầu cứ lằng vàng cái hình bóng mà cô nhìn thấy lúc bên vách đá. Tiếng gọi ấy phát ra từ đâu chứ? Ma lực nào khiến cho cô cứ như vậy đi về nơi sâu thẳm ấy? Nhỡ như cô bị ngã xuống đó thì làm sao? Có phải rằng cô mãi mãi biến mất khỏi thế gian này? Đi được nửa đường thì Hải dừng xe, ghé vào một quán, mua cho cô một chai nước lạnh. Cô uống đi, uống một chút nước lạnh, sẽ giúp cô bình tĩnh hơn. Mai không cầm lấy chai nước, mà chỉ nhìn chăm chăm vào anh. Anh Hải, anh nói đi. Tại sao anh lại đưa cho tôi lá bùa đó? Tại sao anh phải đến gặp người đàn bà kia? Có phải anh biết chuyện gì có đúng không? Anh biết những chuyện gì xảy ra xung quanh tôi có đúng không? Thế tại sao tôi không thể rời khỏi ngôi nhà ấy? Tại sao? Tại sao bản thân tôi phải ở đấy và chịu những dằn vặt chứ? Anh nói đi mà. Anh nói đi! Một vài giây phút thực sự tỉnh táo mong manh của Mai. Nhưng mà những câu hỏi ấy lại không thể có đáp án trả lời. Cho dù sống khổ sở, Mai cũng không có ý định muốn rời đi. Cô không muốn tìm đường trở về nhà mình và chẳng muốn gặp lại bố mình. Nhiều lúc cô tự hỏi, tại sao? Tại sao lại như vậy? Nhưng rồi những câu hỏi ấy lại nhanh chóng biến mất. Nhìn Mai như thế này, Hải cảm thấy thương cho cô. Điều duy nhất anh có thể làm lúc này chỉ là trấn an cô bình tĩnh. Những chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc, nên không biết chuyện gì sẽ đến thôi. Cô cứ bình tĩnh đi. Tôi nói rồi, tôi sẽ bảo vệ hai mẹ con cô. Tôi nhất định sẽ giữ lời. Anh nói thật chứ? Tôi nói thật. Tôi có thể tin anh được không? Có chứ. Cô có thể tin tưởng ở tôi. Có đôi lúc Mai cảm thấy mình giống như đi lạc vào một màn sương mù dày đặc. Cô không thể tìm thấy nơi ra và cô chẳng thể nào đi tiếp. Hoàn toàn mất phương hướng. Ngay cái giây phút cô gặp bà Giang là cuộc đời của cô bị đảo lộn tất cả. Bà ấy nhìn ra cô chính là người phù hợp để thay bà ấy nuôi cây ngải. Đứa bé ở trong bụng cô sẽ trở thành lá bùa chắc chắn để giữ kho báu của nhà họ Trịnh. Xe dừng trước cổng nhà, lúc này mọi người đang ăn cơm chay ở nhà chính. Mai không tới gần đó mà đi thẳng xuống bếp. Thủy nhìn thấy Mai đi cùng với Hải, hắn ta chặn đường Mai, ngay lối đi xuống. Cô vừa đi đâu về đấy? Mai đang cảm thấy rất mệt, cô muốn được nghỉ ngơi và cô không muốn nói chuyện với ai cả. Nhưng mà đối với con người này, khi lại không thể nào không trả lời. Cô trả lời cho qua. Tôi đi với anh Hải. Cô đi với anh ta làm gì? Hả? Đi đâu? Đó là chuyện riêng của anh ấy. Nếu như anh muốn biết, anh cứ đến đấy mà hỏi. Tôi không nói được. Hắn ta ngay lập tức dùng tay bóp chặt lấy cằm của Mai. Mày đang muốn tìm một cái ô thật lớn để chui vào đó có phải không? Vì thay vì chọn tao, thì mày lại chọn nó chứ gì? Mai nhìn thẳng vào đôi mắt của Thủy, không có một chút sợ hãi nào. Tôi không tìm kiếm gì. Tôi chỉ cần bình yên để sinh đứa con ra thôi. Ai cho? Ai cho mày sinh đứa con này ra? Mày nghĩ rằng tao để yên cho mày à? Thế thì anh muốn làm gì?
Anh muốn giết chết đứa con của tôi sao? Tôi không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Dù có chết, tôi nhất định phải bảo vệ con mình. Nếu mày chết ấy, thì nó có sống được hay không? Bây giờ chẳng qua, nó chỉ lớn hơn một giọt máu thôi. Cô bảo vệ nó bằng cách nào? Thủy bóp chặt miệng của Mai hơn nữa. Lúc này hắn lấy ra từ trong túi một ống thuốc, kèm theo hành động, đó là một nụ cười man dợ. Ngay bây giờ, ngay giờ phút này, tao sẽ cho mày biết thế nào là cảm giác bất lực. Mày mở to mắt ra mà nhìn. Tao giết chết đứa con trong bụng của mày như thế nào? Làm cái gì thế hả? Có một tiếng quát lớn, rồi Thủy bị đẩy ra. Anh ta nhìn xem người vừa đẩy mình là ai thì nhìn thấy Hải. Mặc dù rất bực bội, nhưng anh ta vẫn cười. Thì ra là anh à, lúc nào cũng đúng lúc quá nhỉ? Hay là anh để ý nó? Đừng có nói bừa. Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Nói cho mà biết, thằng này đếch sợ đâu. Cậu đừng tưởng có bố mẹ chống lưng thì muốn làm gì thì làm. Tôi mới là người phải nói câu này. Tôi không sợ bất cứ một thứ gì. Nên đừng có mà thách thức tôi. Nếu như bây giờ tôi nói với anh là tôi muốn có cô ta thì sao? Không được. Tại sao lại không? Cô ấy là con người chứ không phải là một món đồ. Không phải muốn có là có. Nực cười chưa? Chẳng qua chỉ là một người làm trong cái ngôi nhà này. Muốn bao nhiêu mà không được. Đừng nói với tôi là anh thích nó. Trong bụng nó còn có một đứa trẻ. Biết nó là con của ai đâu. À, hay anh nói rằng đó là con của anh? Nghe đồn nó bị cưỡng hiếp. Ồ, có khi anh là người làm. Có đúng không? Câm mồm! Nếu như không phải thì thôi. Làm gì mà phải thái độ? Hay là có tật giật mình? Hắn ta càng nói, Hải lại càng cảm thấy giống như một đứa trẻ không bao giờ chịu lớn. Có thể là do được bao bọc quá mức nên cậu ta mới như vậy. Tôi không rảnh để ở đây nói linh tinh với cậu. Sau đó Hải quay sang nói với Mai. Bà đang tìm cô. Bà tìm tôi có chuyện gì ạ? Tôi không biết. Vậy tôi đến gặp bà đây. Mai đang định bước đi thì Thủy quát lớn. Đứng lại ngay, đứng lại. Có chuyện gì? Anh không nghe là bà muốn gặp tôi sao? Cô sẽ không đem những chuyện vừa xảy ra để kể lại cho bà nghe đấy chứ. Nếu như cô dám, tôi nhất định cho cô nếm đủ. Mai không nói gì mà đi luôn. Cô chẳng có ý định sẽ kể lại những chuyện cho bà Giang biết. Suy cho cùng cũng chả giải quyết được gì. Chờ một chút. Lúc đi tới dãy nhà ngang thì Hải gọi cô. Anh có chuyện gì sao? Cô không sao chứ. Hắn ta đã làm gì cô? Như anh thấy rồi đấy. Thường xuyên như vậy sao? Không hiểu sao mấy ngày nay anh ta thay đổi thất thường, làm khó tôi nhiều hơn trước. Cô nên tránh xa hắn đi. Tôi biết rồi. Mai nhanh chân bước về phía phòng bà Giang. Tự nhiên cô thấy không khí trong căn phòng này lạ quá. Không còn u ám nhiều thì phải. Hay là do cánh cửa sổ kia mở ra? Bà Giang quay người lại, thấy sắc mặt của bà nhợt nhạt quá. Có chuyện gì thế bà? Hôm nay cô cho cây ngải ăn chưa? Dạ con cho ăn rồi. Sao thế ạ? Sao hôm nay nhìn thấy nó không được tươi tốt như mọi ngày? Mai đến gần cây ngải rồi chăm chú nhìn một lúc. Cô cảm thấy bình thường. Có cái gì thay đổi đâu. Dạ thưa bà, con thấy cây xanh mà. Có làm sao đâu ạ? Không đúng. Mọi ngày chỉ cần bước vào trong căn nhà này, ta cảm nhận được ngay. Nhưng hôm nay nó rất là kỳ lạ. Mai chẳng biết là nó lạ chỗ nào. Cây vẫn màu xanh, vẫn là cây mùi máu đặc trưng ấy. Có cái gì thay đổi đâu. Bà Giang ngắm nghía cây ngải thì một lát, bà nói tiếp. Mày cho nó ăn thêm một giọt máu đi. Hôm nay chắc là nó bị ốm rồi. Nhưng mà con đang có thai. Mỗi lần lấy máu xong, con đều cảm thấy rất chóng mặt à? Không phải là tao bảo mấy đứa kia, nó nấu canh bổ máu cho mày rồi sao? Mày còn kêu ca cái gì? Canh bổ máu nào ạ? Con đâu có biết. Thế sao mày lại không biết? Thế mày không được ăn à? Ôi giời, làm gì có chuyện đấy? Tao dặn dò con Hằng rồi cơ mà. Bảo là mày đang có chửa, thì làm cho mày ăn. Con thề với bà là con chưa được ăn bất cứ thứ gì giống như bà vừa nói.
Láo xược, lời tao nói mà chúng nó lại để ngoài tai sao? Không coi ai ra gì. Lần này để xem, tao cho chúng nó tuốt xác cả lũ. Kìa bà đừng làm thế, mọi người lại ghét con thêm. Mắc mớ gì? Tại vì con được bà quan tâm nhiều ạ. Tao quan tâm gì mày? Tao ấy là tao đang quan tâm đứa bé trong bụng của mày. Dạ vâng, con cảm ơn bà đã quan tâm đến con của con. Mày mau chóng đẻ nó ra đi, như vậy thì mọi chuyện mới có thể tốt đẹp được. Mặc dù Mai không hiểu bà ấy muốn nói gì, nhưng cô vẫn gật đầu. Người cô đang mệt lắm, nhưng mà vì bà Giang muốn nên cô vẫn lấy ra một giọt máu ở đầu ngón tay. Chỗ này bị châm kim nhiều nên cũng đau rát. Lần này thì tốc độ giọt máu biến mất vô cùng chậm, phải cả một lúc lâu sau mới hết. Chuyện này khiến cho bà Giang vô cùng buồn phiền. Thế là nó bị ốm rồi đấy. Mày nhớ phải chăm sóc cho nó cẩn thận. Nhưng mà con đâu có biết ạ. Bình thường mày cho nó ăn một, thì bây giờ mày phải cho nó ăn ba lần. Ba lần? Nhưng con đang có thai mà bà. Thì mày phải ăn nhiều vào. Chuyện mày có thai cũng quan trọng, mà nó cũng quan trọng. Mày không hiểu à? Tao đưa mày về đây, mục đích chỉ có bấy nhiêu. Mày phải cưu mang nó. Mày hiểu chưa? Vâng, con biết rồi. Lúc này thì bà Giang mới lộ rõ bản chất. Ai khổ mặc ai, chỉ cần bà ta đạt được mục đích của mình, như thế là được rồi. Mai buồn bã bước ra khỏi phòng, tâm trạng của cô tệ hại vô cùng. Cô lang thang một mình đi ra bờ sông ngồi xuống. Không biết sự tồn tại của cô trên thế giới này để làm cái gì cơ chứ? Nhìn vu vơ một lát, cô thấy Hải đang câu cá ở phía xa. Cô liền đi tới. Hải đối với cô lúc này không còn quá xa lạ. Tính cách cũng không khó chịu như những gì mà chị Bích đã từng cảnh cáo với cô. Lúc Mai đến gần thì Hải cũng nhận ra cô. Cô lang thang ở đây làm gì? Ở ngoài này gió lạnh. Cô đi về đi. Anh Hải, tôi cảm thấy buồn lắm. Lại có chuyện gì? Hay là bà làm khó cô? Anh có biết bà nuôi một cây ngải trong phòng không? Biết. Hôm nay nó bị ốm. Một thứ vô tri vô giác thì ốm đau cái gì? Không phải đâu. Nó là một cái cây có linh hồn đấy. Chuyện này tất nhiên là Hải biết. Anh không muốn nói ra thôi. Với lại chuyện này cũng liên quan đến bà của anh. Muốn mạnh tay cũng khó. Nó ốm rồi. Thế cô có cách nào để chữa cho nó à? Bà bảo tôi một ngày cho nó ăn máu ba lần. Nhưng mà anh đừng nói với ai đấy nhá. Ở đây tôi chỉ tin tưởng cô mỗi mình anh thôi. Thế tại sao cô lại tìm tôi? Cô lại nói cho tôi? Tôi cũng chả biết. Chỉ là mỗi khi bên cạnh anh, tôi đều cảm thấy yên tâm. Khi không thấy anh ở nhà, tôi lại cảm thấy rất lo sợ. Mai lúc này nhìn chăm chăm vào Hải. Hải nói chuyện, sợ bị lộ, nên cô vội vàng nói khác đi. Nhưng làm sao? Tôi chỉ muốn nói với cô là cô đừng cho nó ăn nữa. Hoàn toàn vô ích. Sao tự nhiên? Ý tôi là cây ngải này được nuôi từ rất lâu. Lâu lâu nó ốm một lần là chuyện bình thường. Rồi nó cũng khỏe thôi. Thì ra là như vậy sao? Tôi cũng mong là nó sớm ngày khỏe lại. Từ phía xa xa, Hằng nhìn thấy Hải đang đứng nói chuyện với Mai. Nó tức lắm, cứ hậm hực mãi trong lòng. Sao thế? Nghe thấy có tiếng hỏi, con Hằng quay lại. Nó nhìn thấy chị Bích. Nó chẳng thích chị Bích đâu. Tại lúc nào chị Bích cũng tỏ ra mình là người hiểu biết. Nó thì chỉ có thể dùng lời nói để nịnh hót chủ nhà. Vẻ mặt này của mày, chắc là vừa nhìn thấy thứ gì hay ho có đúng không? Chị nói thế là có ý gì? Mày đừng tưởng là tao không biết. Mày thầm thương trộm nhớ anh Hải, có phải không? Chị đừng có mà nói bậy. Dám thích, mà mày lại không dám nhận sao? Chuyện của tôi không liên quan gì đến chị cả. Chị đừng tưởng tôi không biết. Chị vốn dĩ không ưa gì tôi. Chị cũng chẳng tốt lành gì. Ừ, đúng là tao chả ưa gì mày. Đúng là đủ đáng ghét. Nhưng mà có chuyện này,
Tao muốn cho mày nghe. Tao biết địa chỉ của nhà con bé kia. Chị nói con Mai. Nó chứ còn ai. Tôi tưởng là chị quý nó lắm cơ mà. Quý á? Chị mày thì ai mà chả quý. Thế tại sao chị lại ghét nó? Chả làm sao cả. Tự nhiên tao cảm thấy không thích thì tao ghét thôi. Vì chị thích anh Hải á? Không, tao thích cái khác. Cái gì? Mày tốt nhất là không nên biết quá nhiều. Biết ít đi. Thế có biết tại sao tôi lại ghét chị không? Là bởi vì cái biểu hiện của chị lúc nào cũng như hiểu biết lắm. Trông vô cùng ngứa mắt. Ngứa mắt như vậy, thế bây giờ có lấy địa chỉ của nhà con Mai không? Để tao cho. Lấy chứ, lấy. Thế rồi Bích đưa địa chỉ nhà của Mai cho con Hằng. Cô ta bỏ ra một mớ tiền để điều tra, chứ không hề đơn giản đâu. Bởi vì cô ta muốn tống cổ Mai ra khỏi ngôi nhà này. Lúc đầu cô ta chỉ nghĩ Mai là một đứa con gái ngốc nghếch, nên chắc chắn là không gì ảnh hưởng đến con đường của cô ta đi. Ấy vậy mà bây giờ lại được lòng cả bà Giang lẫn cả anh Hải. Hải là người mà Bích thấy khó tiếp cận nhất, lúc nào cũng lạnh lùng. Thế mà bây giờ từng bước lại ở bên cạnh Mai. Có lúc còn đứng ngay phía sau Mai, bảo vệ cho nó. Sao mà chị Bích không cay cú cho được chứ? Cũng không tiếc những ngày tháng đối xử tốt với Mai. Sau này, Mai không cần đề phòng nữa. Dễ dàng khiến cho cô ta rời khỏi đây. Mai à, mày đừng có trách tao. Nếu có trách ý, thì mày nên trách bản thân của mày. Những kẻ như mày hay gặp xui xẻo lắm. Còn Hằng nói dối với bà Hoài là mẹ của nó bị ốm, nó cần phải về nhà. Bà Hoài cũng tin nên cho nó về. Thế là nó đi thẳng đến nhà của Mai. Nó đứng trước một ngôi nhà ba gian khá rộng, nó lẩm bẩm. Nhà cửa cũng khang trang nhỉ. Thế mà từ trước tới giờ, mình cứ tưởng là nó nghèo lắm. Nó bước vào trong sân, lúc này nó nhìn thấy trong nhà có một người đàn ông đang ngồi bệt ở dưới nền, tay đang cầm chai rượu. Cũng phải mất một lúc đắn đo, nó mới dám bước vào. Tại nó sợ, sợ trong lúc say rượu, người đàn ông kia lại làm gì hại đến nó. Chú ơi! Ông bá nghe tiếng gọi thì ngừng đầu lên. Ông ta say khướt rồi, giọng nói còn nghe không rõ. Cái gì đấy? Đứa nào? Mày là đứa nào? Sau đó ông ta lại đưa chai rượu lên và uống tiếp. Ông ấy tiếp tục chửi. Còn về chả cái mất dậy. Nó đi chửa hoang rồi. Bây giờ nó lại còn bỏ nhà đi. Tao phải đối mặt với bà con lối xóm như thế nào đây? Mất mặt quá. Tao mà bắt được mày, tao đánh cho mày tuốt xác. Còn về chả cái mất dậy. Ông ấy dường như chẳng quan tâm và để ý gì đến sự có mặt của con Hằng. Bọc mấy viên đậu phộng cho vào miệng, rồi lại uống thêm một ngụm rượu nữa. Ngân nga vài câu hát chả rõ lời. Con Hằng đành phải hét thật lớn. Cháu biết con gái chú ở đâu đấy. Chú có muốn đến đó để đón nó về không? Lúc này tay ông ấy trở nên thính hơn bao giờ hết. Giống như kiểu vừa có gáo nước dội thẳng vào mặt. Tỉnh táo hẳn ra. Ông ấy nhìn con Hằng chằm chằm. Mày vừa nói cái gì? Mày biết con tao đang ở đâu á? Thì nó ở đâu? Mày đưa tao đến gặp nó. Tất nhiên là cháu biết rồi. Thế bây giờ chú định để bộ dạng này để đi gặp con chú sao? Bây giờ con chú đang ở trong một ngôi nhà giàu sang lắm. Chú ăn mặc thế này, họ chẳng cho đón nó về đâu. Sao nó lại ở trong đó chứ? Sao con tao lại ở trong nhà giàu được chứ? Cháu biết lý do, nhưng mà cháu chỉ là người làm của nhà đó thôi, nên không nói được. Nhỡ như chú nói cho chủ nhà biết, thì họ lại đánh cháu à? Tao không nói đâu. Mày nói cho tao biết đi. Nếu như mày nói cho tao, tao cho mày tiền. Thế chú có bao nhiêu tiền? Tao không có nhiều. Tao cho mày 500. 500 thì ít quá. Cháu lặn lội đường xa đến đây. Có 500 làm sao mà đủ ạ? Đường xa là ở đâu? Cháu ở bên xã. Ở bên xã thôi. Xa xôi cái gì? Mày đùa tao đi à? Thế bây giờ chú có muốn đi tìm con gái của chú về không? Nói nhiều, mất thời gian. Tìm thì tìm. Thôi được rồi, tao cho mày 1 triệu.
mày nói cho tao biết lý do vì sao nó lại ở đấy. Nhưng mà chú phải hứa, chú không được nói, nghe chưa? Chú không được nói cho chủ nhà của cháu biết. Thôi được rồi, tao không nói là được chứ gì, lẻm bẻm. Thế thì cháu sẽ nói cho chú biết. Con gái của chú đến đấy để cặp kè với ông chủ. Mày vừa nói cái gì? Thì lúc mới biết cháu cũng sốc lắm, nhưng đó là sự thật. Mày nói dối. Sao chú lại bảo cháu nói dối ạ? Con tao nó chửa ảnh lên rồi, còn đi cặp kè được với ai? Thì tại sao chú không nghĩ là đứa bé trong bụng của con gái chú là con của ông chủ nhà đấy? Mày bị điên à? Ai mà biết được ạ? Rồi con Hằng để lại một tờ giấy ghi địa chỉ. Trước khi đi, nó còn cẩn thận dặn dò. 1 triệu cháu không lấy đâu. Chú chỉ cần giữ lời hứa là được rồi. Cháu đi đây. Con Hằng nhanh chóng rời khỏi. Nó không biết lời nói dối của mình có gây ra tai họa gì không. Nhưng mà lúc đấy nó tức quá, nên nó cứ như vậy mà bịa đặt thôi. Nó trở về nhà trong sự lo lắng, sợ hãi, sợ nhiều thứ lắm. Nó va vào con Bích, nó giật mình hốt hoảng. Mày làm cái gì mà hốt hoảng thế? Thì ra là chị à, tôi lại cứ tưởng. Tưởng cái gì? Thế mày đến nhà nó chưa? Đến rồi, nhưng mà trong chuyện này, chị cũng được lợi có đúng không? Sao chị không tự mình đi mà làm? Ném đá giấu tay thế này, đâu phải là kiểu cách của chị. Sao mà mày biết không phải là kiểu cách của tao? Thế hóa ra từ trước đến giờ, chị luôn giả vờ sống tử tế đấy à? Mày muốn nghĩ thế nào thì tùy mày. Rồi Bích đưa cho Hằng một cái vòng ngọc rất đẹp. Nó nhìn thấy cái vòng thì hai mắt sáng rực lên. Chị cho tôi. Nhưng đây là cái vòng mà chị thích cơ mà. Sao tự nhiên chị lại cho tôi? Bởi vì mày đã làm giúp ta một việc rất quan trọng. Chị nhất định đuổi nó ra khỏi nhà này, thật sao? Tất nhiên. Vậy chúng ta cùng thuyền. Nhưng mà nói trước, nếu chị muốn theo đuổi anh Hải, tôi không nhường cho chị đâu. Của mày hết. Mục đích chính của Bích chính là cây ngải. Cô ta muốn được tự mình chăm sóc cây ngải từ lâu lắm rồi. Muốn nó cùng với cô ta, thậm chí hòa là một, có thể điều khiển nó, có thể dùng nó để tạo ra thứ bùa chú đáng sợ nhất trên cuộc đời này. Thế nhưng mà bây giờ, Mai lại trở thành người chăm sóc cây ngải, nhận được sự ưu ái đặc biệt của bà Giang. Thật sự là Bích không cam tâm. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Một Kiếp Tình được viết bởi tác giả Trương Huệ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy cùng comment ở dưới video này cho Tâm An được biết bấy nhé. Còn đối với bản thân Tâm An thì cảm thấy rất là rùng rợn, rất là sợ hãi. Sợ nhất là những câu chuyện liên quan đến bùa ngải. Và cô gái tên Mai của chúng ta đang là một đối tượng để cho bà Giang nhắm đến. Bà muốn nhắm đến đứa con của Mai. Và không biết chuyện gì lại xảy đến với cô. Liệu rằng cái cậu tên là Hải kia có bảo vệ được Mai hay không? Thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 3 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Quý vị hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có thật là nhiều phút giây hạnh phúc và vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.